Ban chấp hành đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Thành, huyện Thới Lai tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Ngô Văn Lâm ở ấp Trường Thành A, xã Trường Thành. Ông Lâm là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhà có diện tích 64 m2, mái lợp tôn, nền gạch men với tổng chi phí xây dựng 50 triệu đồng do đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ vận động. Từ đầu năm đến nay, đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đã vận động 350 triệu đồng để cất mới sửa chữa 9 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của địa phương.